trình học của mình là mình sẽ học trong vòng 4 năm với 8 học kỳ. Và mình sẽ có nhiều môn học về giải phẫu, về sinh lý, về những cái bệnh lý về cơ xương, thần kinh, da, tiết niệu. Mình sẽ có 4 cái học kỳ để mình đi thực tập lâm sàng tại cái bệnh viện trong thành phố. Trong vật lý trị liệu thì mình sẽ có nhiều lĩnh vực, thì tùy theo các bạn nếu như các bạn trong quá trình học mình sẽ học chuyên sâu hơn những cái môn chuyên ngành, thì các bạn có thể lựa chọn những cái ngành học nằm trong vật lý trị liệu chuyên về một số cái lĩnh vực, ví dụ như cơ xương khớp, hoặc là một cái lĩnh vực về thần kinh chẳng hạn. Một cái chuyên ngành khác mà các bạn cũng có thể tham gia, ví dụ như các bạn mong muốn học ở những cái lĩnh vực về tim mạch, hô hấp, chuyên điều trị cho những bệnh nhân hồi sức tích cực ở khoa phòng, thì các bạn cũng có thể lựa chọn. Khi mà các bạn theo học ở trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì với kỹ năng mà trường cũng đầu tư cho các bạn, đó là kỹ năng về ngôn ngữ, giao tiếp, cũng như là trong khoa mình sẽ có cái môn học về chuyên ngành về ngoại ngữ. Thì đây là những cái mà các bạn có thể được trang bị để sau này các bạn có thể là các bạn làm việc ở những cái môi trường bệnh viện quốc tế chẳng hạn, hoặc là các bạn có cơ hội học tập ở nước ngoài. Hiện tại thì cái nhu cầu về nhân lực ở nước ngoài về cái chuyên ngành vật lý trị liệu rất là cao, nhưng mà mình phải trang bị trước cái phần ngoại ngữ để mình có thể là mình hội nhập được, công tác được ở những cái bệnh viện ở nước ngoài.